Xin chào tất cả các bé, mình là Khỉ Con. Hôm nay mình sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Chú Vịt Xám. Vịt mẹ dẫn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ dặn: các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà con cáo ăn thịt đây. Đàn vịt con vâng dạ rối rít. Vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt xám đã quên ngay lời mẹ dặn. Chú lẻn đi chơi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá tôm bơi lội tung tăng dưới nước. Thỉnh thoảng, một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Thích quá, chú nhảy xuống mò lấy mò để. Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên, chẳng thấy vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ: vịt, vịt, vịt. Gần đấy có một con cáo đang ngủ. Nghe tiếng vịt kêu, cáo liền nhòm dậy. Nó lẩm bẩm: chà, thịt vịt ăn ngon lắm đây. Hôm nay mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon. Nói rồi, cáo đi nhanh ra phía bờ ao. Khi cáo vừa ra đến nơi thì cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt xám. Trông thấy cáo, vịt mẹ vội dẫn vịt xám nhảy tùm xuống ao. Thế là vịt xám thoát chết. Từ đấy, vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. Câu chuyện chú vịt xám đã kết thúc rồi. Các bé hãy nhớ phải luôn nghe lời ông bà, bố mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện sau.